Và sau 75 thì tôi may mắn tôi có tổ chức được một cái đoàn kịch trùng với ý muốn của các nhà lãnh đạo ở đây, là muốn bình thường hóa cái cuộc sống của thành phố lại. Thành ra tôi xin tập trung hết những anh chị em mình nghệ sĩ mà dính dáng về lính hồi đó thì vô trong cái ban văn nghệ của tôi. Thì đó cũng là như là cái mái nhà chung của anh em tụi tôi. Do đó cho nên không còn thì giờ tập trung hết sức lực cho từ thiện nữa. Nhưng mãi tới cái năm mà tôi rời sân khấu cách đây gần 20 năm thì lúc đó là lúc tôi có thì giờ mà sống cho mấy em, sống cho thiện nguyện. Thì trong 20 năm nay tôi vui là tôi làm được rất nhiều chuyện. Tôi là phó chủ tịch của hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của thành phố. Đồng thời tôi là thường vụ của hội bảo trợ bệnh nhân nghèo. Cụ thể nhất, hội bảo trợ người khuyết tật làm được một trường, cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, mười mấy nghề cho tất cả các dạng tật của mấy em. Thì 10 năm nay, ban đầu thì thật sự khó khăn lắm. Cái nào bắt đầu là cũng khó khăn thôi. Từ một cái miếng đất, một cái ruộng hoang, tụi tôi lội sình mà đi tìm tài trợ, tìm người đi. Thế mà bây giờ nó đã thành ra một cái ngôi trường tương đối khang trang cho gần cả trăm em ở nội trú đó mà học. Thì tôi thấy tôi cũng rất vui. Trong 10 năm nay, chúng tôi đào tạo gần trên 1.000 em, mà 85% đã có việc làm. Thì những cái ngày mà mấy em có được ra nhận việc làm, hay những cái xe của các cơ quan mà lên chở mấy em đi đó, thật sự là cái ngày hạnh phúc của tôi lắm. Và tôi nghĩ là nó đổi đời của mấy em. Không phải vấn đề tiền bạc thôi, mà vấn đề mà giao cho mấy em khuyết tật một cái tự tin bước vào đời. Thì đó cũng là cái thành công của tôi, cái thành công của tôi ở lại. Nhưng mà có lẽ mà cái mà tôi trăn trở nhất là lo cho những người khó khăn đó, cũng không có phải là cực lòng lắm, là phải đối đầu với những tiêu cực ở trong những công tác thiện nguyện. Là một người bôn ba trong nghệ thuật cũng như là trong cuộc sống thì chắc hẳn có những cái bôn ba trong đời sống tình cảm. Bà có thể chia sẻ đôi nét về đời sống tình cảm của bà? Tôi thường nói đùa với các bạn. Tôi nói một đêm tôi diễn thì chắc có chừng ít nhất là 1.000 người nghe xem. Thì không lẽ 1.000 người đó không có một người nào mà cảm kim cương hay sao? Nghĩa là một năm tôi có 365 người cảm tôi. Mà tôi nói một năm thôi nha, tôi không nên nhân lên 10 năm đó. Thì không lẽ bao nhiêu người đó không có một người mà thương tôi thật mà làm cho tôi xúc động được không? Do đó chứ mà nói kim cương chỉ có yêu của mình chồng tôi không thì cũng không ai tin. Thật sự là tôi đã được yêu và tôi cũng đã yêu rất nhiều. Nhưng mà tôi thường nói với các bạn là tôi là một người phụ nữ may mắn. May mắn trong học tập, may mắn trong nghề nghiệp, ngay cả may mắn trong tu tập. Nhưng cái tôi không may mắn là vấn đề tình yêu và vợ chồng. Mà tôi nghĩ cái đó là quy luật thôi. Bởi vì con người mình chỉ có thể làm một mặt như hồi nãy tôi đã từng nói đó. Thì do nghề nghiệp tôi không có tròn với gia đình lắm. Không có tròn bổn phận làm dâu. Mà ngay cả đối với con tôi cũng không có hết. Sống hết cái tình như là một bà mẹ muốn. Do đó tôi bù đắp lại với con tôi bằng cách sống của tôi. Và đối với gia đình thì thật sự là tôi bị gãy gánh lúc con tôi lên 15 tuổi. Thì lẽ dĩ nhiên cái đổ vỡ nào cũng là lỗi của hai bên. Và thiệt thòi nào cũng thiệt thòi của hai bên. Nhưng bây giờ thì qua mười mấy năm rồi, như một cái ly nước nó lắng xuống rồi, thì mình thấy rằng tất cả cái gì nó cũng nhân, nó có quả. Tại sao mà chồng tôi làm như vậy? Thì tại tôi sống như vậy. Nghĩa là rốt cuộc rồi cũng là số mạng thôi, chứ cũng không phải dứt khoát lỗi của ai. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có một cái lỗi, tôi khổ lắm. Tôi khổ tới những lúc mà tôi đã tự giận đấy. Nhưng mà giờ nhờ Phật Pháp nhà này kia thì tôi mới hiểu ra tất cả những cái đó giờ khổ là do tôi. Bởi vì tôi hiểu đời là vô thường, Phật dạy là vô thường, không có cái gì bền bỉ cả. Thế mà tôi thương ông nào tôi cũng bắt thương tôi trăm năm. Tôi đòi hỏi một cái chuyện mà không có trên thế gian. Thành ra tôi khổ là phải. Cách đây chừng mười mấy 20 năm rồi, tôi hiểu rõ được chuyện đó. Và tôi hiểu rằng mình không có cái duyên ở trong tình cảm thì thôi, chấp nhận với những gì mình có.
Tôi sống bằng tình cảm của bạn bè, của khán giả, của nhất là của con tôi. May mắn được có một đứa con rất là có hiếu. Và tôi sanh cho một mình nó, nhưng nó sanh cho tôi 4 đứa cháu nội. Thành ra mình chấp nhận cái mình có là mình hạnh phúc thôi. Do đó cho nên những năm cuối đời của tôi như này là tôi sống tri túc, nghĩa là tôi bằng lòng với tất cả cái gì cuộc đời đã cho tôi. Thành ra tôi bình an lắm. Tôi không có mơ nhà lầu xe hơi, cũng không mơ yêu một hoàng tử nào. Thành ra tôi không có khổ. Là một người đã có một quá trình rất là dài hoạt động nghệ thuật cũng như là hoạt động thiện nguyện, thì bà có những cái kỷ niệm gì mà không thể nào quên được, có thể chia sẻ với cả khán giả? Kỷ niệm thì quá nhiều kỷ niệm. Bởi vì đối với người nghệ sĩ, nếu không có kỷ niệm, nghĩa là không có gì đậm trong lòng mình, thì mình không có làm được. Mà tôi làm những công tác thiện nguyện với trái tim của người nghệ sĩ, thì tôi phải có hạnh phúc, tôi phải có cái vui trong mỗi công tác của tôi. Nhưng có những cái trường hợp mà làm cho tôi không thể quên được, mà cũng là phần thưởng để thúc đẩy tôi trong bước đường tôi đi. Lúc còn ở sân khấu, thì có một lần tôi diễn ở Đà Nẵng, thì trời mưa tầm tã, tụi tôi đinh đinh rằng thôi, khán giả về hết, bởi diễn ngoài trời mà. Thế mà chờ hoài khán giả không về. Chứ những người đội áo mưa, những người núp, thậm chí những người không che nắng gì, nghe mưa gì hết, thì cứ đứng đó với mưa mà coi. Thì tôi ra, tôi vừa khóc, tôi nói, quý khán giả đã thương tụi tôi mà đứng dưới mưa mà xem, thì chúng tôi xin tình nguyện đứng dưới mưa mà diễn. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi diễn cái bà già bán trá ở trong lá sầu riêng. Tôi phải hóa trang là bà già 60 tuổi, tóc tai bạc trắng hết trơn, ra diễn một hồi đó, nước mưa trôi đó, tôi trẻ lại. Thì mà còn nhiều lắm. Thử như là tôi đi đâu, sau khi diễn cái bông hồng cài áo, đề cao cái tình mẹ con, thì các em bé nhỏ nè, theo nắm tay tôi, cô Kim ơi, cô Kim, nửa lớn là mẹ con nghèo, con cũng ở với mẹ, chứ con không ở với bà nội đâu. Thì những câu tuy là những câu nói chơi của những đứa bé, nhưng mà thật là những cái phần thưởng rất lớn cho những người nghệ sĩ. Ô, còn về công tác thiện nguyện thì nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Như là có một lần hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, tôi mổ mắt, mổ tới giờ này là gần mấy trăm ngàn người rồi. Thì có những trường hợp rất là cảm động, như là có hai mẹ con nhà đó ở Nha Trang, hai mẹ con cùng mù, thì đang vận động vô, tụi tôi tìm cách may mắn là cứu được. Cái ngày mà hai mẹ con mở mắt thấy được nhau, nó mở mắt mà, mẹ đi sao? Ủa mẹ vậy đây hả? Mẹ đó cảm động lắm. Thì tôi nói rằng con nhõng nhẽo như vậy, rồi cách đây mấy năm con có nhõng nhẽo mẹ không? Thì em nói dạ nhõng nhẽo chứ, con nhõng nhẽo mẹ ghê lắm á. Thì tôi nói nhõng nhẽo, con có thấy mẹ đâu, con nhõng nhẽo, con đâu có thấy đường mà thấy mẹ. Tôi trả lời một câu mà tôi sững sờ, con không thấy mặt mẹ nhưng con nghe được mùi mẹ. Trời ơi, tôi nói trời ơi, cô Kim viết 100 cái kịch gì mẹ rồi chưa giờ sử dụng được cái chữ mùi mẹ, một cái mùi thiêng liêng của một người mẹ mà không thể lầm được ai hết. Thì đó là những cái mà làm hành trang cho tôi bước theo con đường thiện nguyện này. Tôi nghe có một nhà văn với Lan Viên đã nói một câu như thế này: tận cùng của lý mà là lý đó thì vô lý vô cùng, tận cùng của lý mà là tình đó mới thật là có lý. Và đó là kim chỉ nam của tôi trong cuộc đời này. Viết kịch tôi cũng khai thác hết những mặt tình cảm của tình bạn, tình mẹ, tình chồng vợ, tình chị em. Và sống cuộc đời, sống trong công tác thiện nguyện, tôi cũng đem hết cái tình ra mà tôi sống với đời. Thậm chí tới mà điều khiển một cái đoàn hát, thì ai cũng nói điều khiển một tiểu đoàn nó dễ hơn điều khiển một đoàn hát là mấy anh chị em nghệ sĩ, người nào cũng cá tánh cũng dữ dội hết. Thì chị làm sao mà chị điều khiển mà thành công như vậy? Thì tôi cũng trả lời, tôi nói trước hết là tôi đem cái tình, tôi cho các em nó thấy tôi thương thiệt và chết sống với mấy em nó thiệt. Thì khi mà tình cảm chúng ta đã thông cảm được với nhau thì mọi chuyện khó khăn đều dễ dàng. Thì tôi cũng mong trên cuộc đời này, bị tôi là Phật tử mà, tôi mong rằng người ta sống với nhau bằng cái tình thương yêu nhau. Mà khi người ta đã sống bằng tình thương lẽ phải thì chắc chắn sẽ bớt khổ cho nhân loại nhiều lắm, bớt chiến tranh nhiều lắm, bớt chết chóc nhiều lắm.